Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Không khí lạnh mạnh liên tục tràn về nên ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, sau có lúc mạnh tới cấp 8, gió giật mạnh tới cấp 10. Cùng với đó là sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét, biển động mạnh. Với khu vực giữa của Biển Đông, ảnh hưởng của gió đông bắc giảm đi một cấp. Từ sáng mai 17 tháng 12, gió mạnh lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển từ 4 cho đến 6 mét. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khoảng chiều vào tối ngày mai 17 tháng 12 mới chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, gió mạnh lên mức cấp 6. Đến tối và đêm mai thì tăng lên mức cấp 6 thì có lúc cấp 7. Tình trạng biển động còn kéo dài nên không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con. Tiếp theo mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Dưới tác động của khối không khí lạnh từ chiều nay ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm. Cường độ gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên mức cấp 7, thậm chí cận ngưỡng cấp 8. Sóng biển ở vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ sẽ tăng cao lên tới 3,5 cho đến 4,5 mét, biển động mạnh. Việc đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ và ngược lại sẽ bị gián đoạn ít nhất trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Trong đêm nay và ngày mai cũng như trong những ngày tới, tình trạng thời tiết biển ở miền Trung cũng như trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn còn có những diễn biến xấu hơn khi gió đông bắc liên tục dồn xuống, làm cường độ gió ở đây có khả năng mạnh lên tới mức cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 3 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Đối với khu vực biển phía tây của Nam Bộ, vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, đêm nay và ngày mai chưa chịu tác động của khối không khí lạnh mới tăng cường. Gió và sóng, thời tiết ở đây chưa có nhiều biến động, cơ bản vẫn thuận lợi cho hoạt động biển. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.